Tôi cũng mong là Đại học Tế sẽ đáp ứng được cái mong đợi của cán bộ tông đạo gia, cũng như là các đồng chí lãnh đạo, cũng như là của bản thân Đại học Tế thôi nữa. Tôi rất mong muốn rằng các thầy cô, các sinh viên là hạnh phúc và sống trọn vẹn với cái tâm huyết, với cái sự nghiệp của mình. Nếu các thầy cô thì đó là vấn đề giảng dạy và đào tạo đấy, và đối với em sinh viên là sự thành công trong cuộc sống, và các em có thể là tự tin, tự hào với những gì mà mình đã học được. Đặc biệt đối với trường Đại học Quốc tế là một trường rất đặc thù trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết tâm hơn nữa, đoàn kết hơn nữa và năng động hơn nữa để thực sự là trở thành một cái hạt nhân của Đại học Quốc gia trong cái chiến lược phát triển Đại học Quốc gia giai đoạn 2021-2030. Là chúc trường phát triển thật mạnh với cái tuổi 20 sung sức như thế này, và với cái thành tựu đã đạt được cũng rất là đáng tự hào đó, thì sẽ phát triển thật mạnh hơn nữa trong thời gian tới, và sẽ là niềm tự hào của tất cả các cái đồng nghiệp trước đây cũng như là hiện nay của trường Đại học Quốc tế. Thầy chúc cho trường tiếp tục thành công. Thầy chúc cho trường đi đúng hướng, phát triển mạnh mẽ. Thầy chúc cho trường trở thành một niềm mơ ước của sinh viên vào học, của phụ huynh gửi con, của giảng viên tìm đến để giảng dạy và nghiên cứu. Thầy chúc cho mọi người trong trường yêu thương, đoàn kết với nhau. Khi mà trường tròn 20 tuổi thì trước tiên chúc các thầy cô là thật vui. Thật vui trong cái dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Cái thứ hai là lời chúc là chúc trường là đẩy mạnh hơn nữa về tự chủ đại học, và là một trường năng động, đổi mới sáng tạo. Nhân dịp trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tròn 20 tuổi, tôi xin chúc trường luôn trẻ khỏe và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với cái tuổi 20 của mình. Chúc cho trường 20 năm một cái hành trình, và bây giờ đã đến lúc vươn ra biển lớn, và chúc trường phát triển trên mọi mặt công tác của mình để khẳng định một cái đơn vị đào tạo có chất lượng. Phòng thanh tra thiết kế tụi em kính chúc nhà trường ngày một phát triển và lớn mạnh. Phòng đào tạo đại học xin chúc trường Đại học Quốc tế sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và sẽ có những kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 60 năm. Phòng tổ chức công bộ kính chúc nhà trường bước sang tuổi mới càng càng phát triển thịnh vượng hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Kính chúc với thầy cô, anh chị em, viên chức, nữ lãnh đạo trường cùng kề vai sát cánh đoàn kết đưa trường ngày càng vững mạnh hơn. Đại diện cho phòng quản trị cơ sở vật chất chúc cho tuổi 20 trường Đại học Quốc tế có thêm nhiều cơ sở vật chất hiện đại. Thay mặt phòng ngành tài chính thì tôi xin chúc nhà trường mãi là ghi lại được cái vẫn là cái sự trẻ trung của nhà trường của tuổi 20 luôn luôn là sáng tạo, luôn luôn là tiên phong đổi mới đúng theo sứ mệnh của nhà trường. Tôi xin đại diện phòng vật tư thiết bị chúc nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh, chúc cho phòng vật tư thiết bị ngày càng phục vụ các đơn vị tốt hơn, mang lại chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn. Thì phòng bảo đảm chất lượng giáo dục và khảo thí chúc cho nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa, các chương trình kiểm định của mình sẽ đạt được kết quả như mong muốn và chất lượng ngày càng cải tiến nhiều hơn để tiếp cận với chuẩn quốc tế. Phòng đào tạo sau đại học chúc là trường Đại học Quốc tế trong thời gian tới là sẽ tuyển sinh sau đại học thật là tốt, tuyển được thêm nhiều bạn học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh để có thể đáp ứng được cái định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu của nhà trường. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường thì thay mặt phòng đầu tư phát triển thì xin kính chúc trường của chúng ta luôn luôn là phát triển hơn nữa và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Bên cạnh đó thì tôi cũng xin kính chúc là ban giám hiệu nhà trường, tập thể, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động đã và đang cống hiến tại trường thì luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công cuộc giáo dục thế hệ trẻ trong tương lai.
chúc cho hoạt động mà hợp tác quốc tế của nhà trường trong giai đoạn mới là sẽ thật là sôi nổi. Thì phòng tế đạo từ nước ngoài cũng sẽ chúc cho các sinh viên liên kết trường đại học quốc tế sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong quá trình học tập cũng như là có những cái quá trình xin visa trực tiếp sang trường đại học nước ngoài thuận lợi hơn. Phòng công tác sinh viên trường đại học quốc tế chúc các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ tìm được công việc ưng ý và thành công trong tương lai. Nhân dịp trường đại học quốc tế tròn 20 tuổi, Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm tuy là mới 2 tuổi nhưng mà cũng rất là mong sẽ được góp phần đóng góp trong bước phát triển và xây dựng nhà trường sẽ phát triển vượt bậc ở tuổi thanh niên. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường thì Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin chúc Đại học Quốc tế luôn vững bước trên con đường mình đã chọn. Trung tâm Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ kính chúc cho trường đại học quốc tế sẽ chuyển giao thật nhiều dự án chuyển giao công nghệ thành công và có nhiều các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như là phát triển bền vững, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng. Chúc nhà trường tiếp tục phát triển giống như thời gian qua, có nhiều thành công hơn nữa, đặc biệt là sẽ thăng hạng trong xếp hạng quốc tế. Chị xin chúc cho trường đại học quốc tế của mình sẽ ngày một phát triển, sẽ có được nhiều thành tích tốt hơn, cao hơn trong sự nghiệp nghiên cứu. Và chị cũng chúc cho thư viện nói riêng cũng ngày một phát triển hơn, có sẽ rất là nhiều nguồn tài liệu phù hợp và gắn liền với chương trình giảng dạy để hỗ trợ cho chương trình đào tạo của trường sẽ ngày một phát triển hơn. Tôi xin đại diện cộng đồng cơ sở trường đại học quốc tế chúc cộng đồng viên trường đại học quốc tế dồi dào sức khỏe, cùng nhau đoàn kết xây dựng trường đại học quốc tế càng ngày lớn mạnh và danh tiếng xứng tầm với khu vực. Đoàn thanh niên trường đại học quốc tế xin kính gửi tới trường một lời chúc trân trọng nhất và cũng hy vọng là trong cái tuổi mới này thì trường đại học quốc tế sẽ tiếp tục phát triển hơn, sẽ có thu hút được nhiều sinh viên hơn, sẽ tài năng hơn. Và nhân dịp IU bước sang tuổi 20, mình xin chúc cho trường sẽ ngày càng phát triển, là một ngôi trường năng động, sáng tạo, đồng hành cùng với các bạn sinh viên trên quãng đời sinh viên của các bạn và cũng như sẽ mãi là yêu và thương như cách mà chúng ta vẫn thường nhắc khi nói về IU. Thay mặt cho hội sinh viên trường, em xin được gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất tới IU và chúc IU một tuổi 20 sẽ có nhiều thành công rực rỡ và đặc biệt là trong các hoạt động của sinh viên sẽ ngày càng sôi nổi và sẽ có thật là nhiều đóng góp cho sự thành công của trường ạ. Thì ban quản lý căn tin xin chúc tất cả cán bộ viên chức và toàn thể cô, thầy cô được vạn sự như ý và luôn thành công trong công việc. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, An Liên không về kịp để dự lễ nên xin được gửi đôi lời. Xin kính chúc cho IU sẽ có thêm thật nhiều lần 10 năm rực rỡ với những thành tựu về nghiên cứu và học tập. Chúc cho các thầy cô luôn giữ vững đam mê và chúc cho các bạn sinh viên sẽ có những năm tuổi trẻ học tập thật tốt, mài dũa những kỹ năng cho bản thân và đặc biệt là có những tình bạn đẹp, những kỷ niệm đẹp về thời sinh viên của mình. Nhân dịp 20 năm ngày kỷ niệm thành lập trường, em muốn gửi một lời chúc đến quý ban lãnh đạo, quý thầy cô giáo cũng như là các bạn sinh viên thật nhiều sức khỏe và luôn nhiệt huyết trong việc giảng dạy và học tập. Em cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo đã luôn hỗ trợ, dìu dắt và hướng dẫn em trong suốt thời gian qua. Em kính chúc trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển hơn nữa, luôn là cơ sở giáo dục đáng tin cậy, tiếp tục mang đến cho xã hội thật nhiều những thế hệ học sinh giỏi cũng như là những sinh viên, cử nhân xuất sắc, cống hiến cho đất nước. Thì nhân dịp hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, đó chính là kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Bảo Ngọc cũng xin gửi một lời chúc từ xa, bởi vì ngày hôm nay thì mình cũng rất là tiếc khi mà Bảo Ngọc không thể đến và tham dự được. Và vì thế thì lý do mà Bảo Ngọc không tham dự được đó chính là Bảo Ngọc đang ở Dubai và sẽ phải chuẩn bị bay qua Ai Cập để hoàn thành chặng cuối của mình trong hành trình trở thành Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, Miss Intercontinental năm 2022. Vì vậy thì Bảo Ngọc xin gửi một lời chúc từ xa đến quý lãnh đạo, quý thầy cô, quý cán bộ. Cảm ơn mọi người bởi vì những tâm sức và những tâm huyết mà các thầy cô, các quý cán bộ, quý lãnh đạo đã dành cho sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mong mọi người tiếp tục sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cùng với sinh viên và luôn mang lại những điều tích cực cho trường. Bảo Ngọc cũng xin gửi lời chúc đến các anh chị nghiên cứu sinh, các anh chị học viên sau đại học,
và các bạn sinh viên của Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ luôn, tất nhiên là phải dồi dào sức khỏe nè, và thật là nhiều niềm vui để có thể tiếp tục chinh phục những cột mốc tiếp theo trong hành trình học tập và hành trình hướng đến sự nghiệp tương lai của chúng mình. Cuối cùng thì Bảo Ngọc xin gửi một lời chúc đến Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc trường sẽ tiếp tục có thêm những bước tiến mới, tiếp tục phát triển bền vững và tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế của mình trong tương lai nhé. Xin chào và gặp lại mọi người tại Việt Nam nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to IU.